comment, did you guys get your chow? Bánh canh chứ. Udon. Bánh canh Nhật Bản. Hả? Hả? Và đặc biệt là mọi người ở đây đầy đủ tiện nghi thì nó rẻ hơn. Ê, ê, chùi tay coi. Sao vô đây nè. À, cái giường ngủ nè, giường ngủ. You wanna show your house around? Okay. Oh. Oh. Đặc biệt, đây có cái toilet nữa. Cái toilet này mình tự đem nên chứ không phải. Tại vì có con nít cho nên mình nhiều cách thì cầm chạy nè. Còn có là clamping cũng có nha. Ok, cả nhà tới coi đây là con sushi shop mới đặc biệt rồi cho Nana. Sau khi bữa lặn bây giờ mình tìm này là vàng của biển. This is ocean gold. Lily vàng. Vàng thiệt. Nè bây giờ Johnny sẽ demonstrate sau bữa lặn. Không được nhiều cá thì mình tìm vàng của biển. The ocean gold. Cái này nhiều người thường nhiễm biển nè. Nhiều người chắc ở Việt Nam cũng biết này nhưng mà ít người ăn, nhưng mà sau này mới biết là bên Nhật họ ăn và họ bán con mắt nữa. Đây cái miệng của nó nè. Dạ. Yeah. Đây cái miệng sau khi mình mở ra. Thường thường nó có cái kéo rồi. Cắt nửa ra nhưng mà mình không có. Lấy dao mình cho anh sẽ cắt nửa cái đó ra. Watch out kìa nè. Nè nè watch out. Mấy cái này mình tưởng nó đâm mình nhưng mà nó không có đâm đâu nè mọi người. Nó chỉ là đâm chứ. Nhưng mà dặm lên nó mới đâm lận. Chứ mình đụng nó có đâm. Xí. Này như đi tìm vàng vậy á. Tìm vàng nè. Lily vàng của biển nè. Wow. Này anh này là phải cần làm bác sĩ mổ, surgeon. Surgeon wow. Mới lấy được mấy con này. Nè nè thấy không nè. Cái này uni. Mình biết người nhiều người biết gọi là uni. Nhưng mà uni thường là cái gì? Là trứng của con nhím biển. Không phải mùa nào mình cũng có thể bắt được. Lúc nào bắt cũng được nhưng không phải mùa nào cũng có trứng hết. Có mùa sẽ không có trứng. Nhưng mà có nhiều lần đến cái mùa mà cũng có thể không có nữa. Là mình phải bơi xuống, mình đập một vài con ở gần khu vực đó. Nếu mình có thấy trứng là sau đó mình mới lấy đem về thì mình sẽ tìm và mình sẽ và cái này đặc biệt người nào mà ăn bắt từ biển luôn á còn sống á thì rất là ngon nè. Nó có nó ngọt nó giống như là mùi vị bơ. Có đầy đủ dụng cụ nữa. Wow. Mùa này không phải là mùa tôm hùm nè mọi người, nên mình không thể bắt được tôm hùm. There you go. There you go, đó là trứng á. Trứng của con nhím biển á nè nè. Is it egg? Yeah, it's ovary. Là bộ... ovary là gì Phong? Bộ si ovary tiếng Việt các ai biết ovary là gì không? Gotta try it. Là trứng. Anything on this side? Wow. It's a big one. Some of it's a turkey. Nó chưa nó còn non. That's a good question Yen. Tại sao các con màu vàng, con màu ít vàng hơn, vàng thiệt, vàng giả. Okay, open the next one. Oh. Try again. You could make sure. Udon. Uni udon, yeah. Đánh bỏ butter nữa, đánh ra đổ vô uni. Okay, chef Thomas mời anh Khang ăn. Wow. Hân hạnh quá. Nè nè, you wanna try? Mới được mời ăn. You wanna try? Nè nè, you know what we eat? Oh, look. Trứng chính giữa nè.
You done? Okay. Definitely có cái mùi vị biển. Nhưng mà I think cái này ăn không nó ngon hơn không? Tại cái mùi cái uni nó có mùi vị biển á. Chứ cái seaweed này nó làm hơi tanh tanh một chút. Nhưng mà rất là béo nè. Nhưng mà ăn không thì sẽ biết béo hơn. Tại vì nó có cái này nó ít béo hơn thăm mình. Ăn không ngon hơn thăm mình. I tried one earlier, it's still warm. Good. Really definitely khác biệt. Cái mà mình mua ở tiệm á, ở tiệm nó cũ, nó mùi hôi, mùi ammonium á. Mùi ammonium nó hơi thâm thẩm. Còn cái này mở nữa hả? Cái này còn bự nữa. Ok đấy. Cái này này like seaweed only. Wow, John này bây giờ chuyên nghiệp quá. John này chuẩn bị đi làm sushi chef. Cái gì nó có cái bò bò gì này. Chắc là nước biển á. Hả? Oh yeah, the bird coming, Nana. I hope I crushed it the wrong right way. Maybe not. Có một vài kìa. Con này nhỏ quá. Nothing? No, you nothing. Sure? No, for sure. There's some? No, no, that's not the good one. Yeah. No. Cũng được nhưng mà nó. No, it's not good. Chụp không? How about this? Try the. No, no, no. Try cái mà nó không có seaweed nó ngon hả? Genevieve ăn không nè? Genevieve say hi, you're good, Johnny. You said Thamit, this one look good. Genevieve is impressed at Johnny's skill. Oh, hit. Oh my god, Thamit. Oh wow, look at this one. No, Thamit? Sure. Oh my god, that one is humongous. It's off color. Wow, yeah, that is the one, though, Thamit. That's uni. Yeah, that is uni, Thamit. Sang biển nè. Buttery. À, không có seaweed nó ngon hơn. Tại cái seaweed nó làm nó hơi tanh lắm. Không có seaweed nó ngon, very buttery. Nó không có tanh. Yeah, eat it, Johnny. Without the seaweed. Yeah. Got it. No, let your knife go. Hold on. Có thể sau này là bị chết đó, Johnny. Yeah, nó không có tanh. Good. Yummy. Số 1. You put soy sauce already? Yeah. Cái này có xì dầu nè. It makes sense why cái uni khi nó bỏ soy sauce vô. Make it taste better. À, xíu không ăn uni hả? Cũng không ăn luôn. Wow, cái này là I guess the woman doesn't like to eat them. Women don't like uni. They don't like uni. Hamed, don't eat anymore. They don't like wild uni. Wow, so good. Ăn ở tiệm ăn là cái này là có mấy cái con này nó mình không clean sạch, nó có mấy cục đá đó Thomas. Thành mấy con này nó ăn đá mà. Nó ăn kelp nữa. Trời ơi, eat anymore? Ăn đi. I'm good. Wow. Come now. Ăn cái này là khi mà mình đi ăn uni ở tiệm ăn Nhật, mình lại cảm thấy nó dở liền. Cái này nó quá ngon đi. Fresh nữa. Ok, cái nhà nàng và hôm nay là ngày đầu tiên mình mới tới đây tại Two Harbor Campground của đảo Carolina. Mình đã đi Carolina nhiều lần rồi. Và Johnny giờ sẽ ăn trứng nè. Trứng uni. Trứng nhím biển. Ăn đồ mới bắt luôn. Bắt từ biển. Lên liền. Và nếu mình đi cái này thì kỳ này mình không có ở cái tent, mà mình ở một cái gọi là cabin. Cabin tent là có sẵn rồi. Thế nó là gần như là 150 một đêm. 150 một đêm, nhưng mà phải bước sớm nè, không thôi nó sẽ không có available. Nó sẽ có 6 cái giường cho mình ngủ ở trong đó.
và sau đó nó sẽ cho mình một cái nồi nấu ăn và nó có cái propane nữa. Và tàu thì lấy tàu Canada Express qua đây là gần 40 đồng một đường one way, 80 đồng là highway. Và mình sẽ ở đây mà mình làm cái gì? Đặc biệt kỳ này mình không có thể đi sinh tồn nữa mà mình phải nuôi con chứ không phải sinh tồn. Ok, Johnny sẽ ăn nè. Johnny sẽ nói uni này, lần đầu tiên Johnny ăn uni. Lần đầu tiên ăn nhờ. Có chết không? No. Ngon không? Đặc biệt khuyến khích ai bắt được khuyến khích xem xì dầu. Cái nào? Oh yeah, save it ngày mai đi. Oh extra? Sauce nào? Udon sauce? Đúng rồi, nó mặn mặn, mà nó không có mặn lắm. Ok, và bây giờ mình đi ăn đồ bình thường. Udon.